quay lại kênh của Điện Thoại Số nha. Nay mình làm hướng dẫn bạn làm clip thay cái cục pin của Nokia 7.2 nha các bạn. Cái này hôm bữa mình có làm clip về thay cái chân sạc của cây này rồi nha các bạn. Cái này muốn tháo máy trước tiên thì mình phải tháo cái nắp lưng nha. Mình tháo cái nắp lưng này trước nè. Cái này bên mình tháo sẵn nè. Tháo sẵn nha, nhanh đỡ tốn thời gian các bạn coi á. Đây bên mình tháo sẵn rồi. Giờ mình hướng dẫn mình tháo cho bạn tháo pin để thay thế cái pin này. Còn cái nắp lưng thì bên mình có làm clip mà thay chân sạc á. Các bạn muốn coi cách tháo nắp lưng thì các bạn coi cái clip cũ bên mình nha. Này tháo nắp lưng giống như mấy dòng 6.1 hay là 8.1 nha các bạn. Tháo cái cục này để mình lấy cái cáp trong tay ra. Và giờ mình tháo cái cục trên này để mình cách ly cái chân pin này ra trước nha, để mình gỡ pin. Gỡ cái chụp này ra mình phải cách ly cái chỗ pin trước nha bạn. Cách ly chỗ pin trước rồi mình tháo đi sau nha. Rồi bây giờ tiến hành mình gỡ cái cục pin này ra các bạn coi. Bây giờ tiến hành mình gỡ cục pin ra các bạn coi nha. Cục pin này ở dưới nó có cái dây nối cáp sạc với lên men với lại cái dây màn hình nó nằm dưới pin các bạn. Này mình gỡ ra mình để ý nha. Này mình để nóng nóng á, mình lấy cái lá bài nè. Mình luồn ở dưới mình né cái cọng dây ra nha. Ở dưới nó có một lớp keo dày lắm á. Mình gỡ này ra nè. Keo nó dính ở viền này với lại hai bên này nha các bạn. Mình né cái cọng dây nối đuôi sạc ra nha, chứ mình rập đứt cái cọng dây là mất công là phải thay cọng dây nữa nè. Đây nha bạn, mình lấy một pin này, ở dưới nó dán hai lớp keo rất là dày nha bạn, hai lớp keo này dày lắm. Đây mình đọc mà không cẩn thận là vô cái dây này là đứt cùng dây cáp nối nối sạc cái cụm dưới sạc loa dưới với lại cái dây nghe màn hình nha bạn. Còn đây là pin bên mình nha bạn, pin này chai này, nó nhăn thế là nó hao pin, nên khách muốn thay cho nên mình thay. Đây pin bên mình nha bạn. Này bên mình linh kiện thì bên mình có bán mang về hoặc cho bạn ở xa hay là có bạn nào thay thế được thì bên mình có bán mang về nha các bạn. Giờ gắn pin cho mình test rồi mình test coi sạc nó có lên pin hay không các bạn.
pin lên nguồn bình thường nha các bạn. Lúc pin này thì nó chai rồi này, nó chai nó bị hằng lên này, cho nên xài nó hao pin nóng máy nè bạn. Bạn có những cái tình trạng mà hao pin nóng máy các bạn liên hệ bên mình nha. Giờ mình tiến hành mình ráp máy cho bạn nha. Mình tắt nguồn, mình gỡ cách ly pin ra trước nha bạn. Dưới pin nó cho mình cái keo sẵn của nó nè, mình dán thêm một lớp keo hai mặt nữa cho nó giữ cố định cái cục pin lại, mình xài như mình nó không có sụt sịt qua lại là nó đứt cái cục pin nha các bạn, cho nên mình phải dán để cố định nó lại nè. Mình nhắn ít thôi nha, mình dán hai miếng để mình chừa sau này mình có thay thế nữa thì mình gỡ ra cho nó dễ nha bạn. Cứ dán nhiều quá rồi sau rồi gỡ ra nó cực. Bây giờ mình chụp này, trong quá trình mình làm mình hạn chế mình chụp vô mấy cái mắt cam nha bạn. Mấy cái mắt cam này mình chụp vô là nó bị ố, nó không có chụp hình được á, cho nên mình hạn chế, mình đừng để bụi hay là mình chụp tay vô nha. Này ốc hơi nhiều nha bạn. Rồi giờ mình vệ sinh sạch cái viền này để mình dán cái nắp lưng lại nha các bạn. Mình phải vệ sinh sạch để mình dán thì nó mới dính được nha các bạn. Mình phải vệ sinh sạch mấy cái này mình dán vô thì cho nó chắc nó đẹp nha các bạn. Nó sạch cái keo cũ nhiều thì nó khô rồi cái là nó đội nó cấn cái nắp lưng của mình đó. Nên mình phải vệ sinh sạch nha. Này là mình có cái máy quấn quấn nhỏ nhanh nó vệ sinh cho sạch. Như giờ này quấn bằng tay lấy nhíp quấn hơi lâu. Này mấy cái máy thay thế thay pin rồi thì bên mình bảo hành 3 tháng nha bạn. Pin mà có phù hay là hao pin thì bên mình quay lại mình đổi cho cục mới nha. Giờ mình ráp cái nắp lưng vô nè, nắp lưng nó có cái vân tay á, mình ráp lại xong rồi mình phải khởi động lại máy thì nó mới nhận vân tay nha các bạn. Vì lúc mình tháo ra mình phải tắt để nó reset lại cái vân tay thì nó mới nhận được cái vân tay của mình nha. Keo mình dán nắp lưng lại. Này mình bắn vừa thôi nha, mình đừng bắn nhiều quá nó tràn ra vì nó dơ cái máy, xấu máy nha bạn. Tại sau này lỡ có thay thế gì mình gỡ ra nó cực. Mình bắn vừa đủ thôi, vừa đủ cho nó chín thôi.
trong nước này mình phải buộc thêm thun để cố định lại cho nó khoảng 30 phút là mình gỡ ra được. 30 phút là được. Chặt quá để bể màn hình nha bạn. Và vừa rồi mình đã làm cho bạn coi cái clip thay cái cục pin của Nokia 7.2 nha bạn. Cái này thì bên mình có sửa chữa tất cả các dòng máy, như sửa chữa nhân sạc, thay kính, thay pin, tất cả các dòng máy luôn. Có bán linh kiện mang về cho bạn ở xa nữa nha. Các bạn coi clip thấy hay thì các bạn nhớ like và chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh bên mình nha bạn. Cảm ơn bạn đã coi clip.